Xin chào tất cả anh em bà con ha. Hôm nay rất vui khi trở lại với nhiều xe Tâm View, lên rất là nhiều xe số tự động cho anh em bà con tham khảo và theo dõi coi như thế nào ha. Tiếp theo đây nữa là con Chevrolet Aveo đời cuối 2016. Xe này gốc số của nó ngày xưa là thành phố Hồ Chí Minh ha. Mới được sang tên về Cần Thơ nha anh em. Nếu anh em bà con nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở Hà Nội thì mua con xe này về sang tên nó đỡ tốn tiền biển số 20 triệu ha. Nó có được cái lợi thế đó nha anh em. Và cái tướng mạo của con xe này thì nó cũng rất là đẹp ha. Anh em nhìn thấy nè, sắc vóc nó rất là đẹp, màu trắng. Xe thì riêng lắm và đẹp lắm, từ trong ra ngoài không có cái điểm yếu luôn ha. Máy chạy ngon như ý, 100% là không lỗi ha. Keo chỉ đủ, không mắc một phân. Bốn vỏ thì còn khoảng 80%, đăng kiểm thì tới tháng 12/2021. Xe này cái đèn bên phải đó, cái bóng nó bị cái gì mà nó mờ vậy nè, còn đèn bên trái thì rất là sáng, đèn trước thì rin ha, nhưng mà có một bóng mờ một bóng sáng. Anh em nhìn thấy ha, tướng tá thì rất là đẹp. Xe thì gốc gia đình thành phố Hồ Chí Minh, mới sang tên về Cần Thơ, đẹp liền lạc. Sắc vóc thì ok, máy nổ im thì thầm mùa xuân, máy lạnh sâu tốt. Còn nội thất thì đẹp, ngoại thất thì cũng đẹp luôn ha, liền lạc sạch sẽ. Anh em nhìn thấy nó những cái đường nét, những cái ấy góc cạnh nào là nó đều, nó liền, nó ngay ngắn, không có lỗi luôn ha. Xe này Tâm bán cho anh em bà con là 258 triệu nha, 258 triệu cho con Chevrolet Aveo đời cuối 2016 số tự động. Xe rất là đẹp nha anh em. Xe này ở đâu chạy đúng 100.000, 258 triệu. Hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em bà con luôn ha. 258 triệu là hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em bà con luôn nha. Xe này được bọc bộ ghế màu kem mà rất là sạch sẽ và đẹp đẽ. Vô lăng cần số gì đẹp hết, chưa lên đồ chơi màn hình gì hết nha. 258 triệu dưới tầm tiền mà dưới một cái tầm tiền mà dưới 300 triệu mà lanh quanh 250, 260 mà mua xe số tự động mà đẹp vậy là khó nha anh em. Xe này đời rất là cao ha, đăng kiểm là 18 tháng nha anh em. Đây, anh em nhìn thấy nè, đẹp lắm. Nội thất cũng đẹp nữa, nội thất rất là đẹp, sang trọng. Bản đủ nha, túi khí an toàn, gương gập điện và chỉnh điện thắng ABS. Bản đủ, gương gập điện ha, túi khí an toàn thắng ABS. 258 triệu nha anh em. Đó, anh em nhìn thấy ha. Con xe này nó đẹp, nó đều, nó sang. Đây, bản lề 7 màu luôn ha. Anh em nhìn nè, bộ ghế 5D rất là đẹp, sang trọng. Ốc chưa mở con nào hết. Máy nổ im thì thầm mùa xuân luôn ha. Không có một cái tiếng kêu, tiếng gào, tiếng gì hết. Chuẩn, máy rất là chuẩn, kêu chỉ đủ, không mắc một phân, đẹp đều hết nha anh em. Vết bám điện là còn riêng nguyên hết. Nói chung là mùa này thì nó hơi chậm, với lại nhà còn 4 chiếc thì thôi cứ bán bớt đi. Số tự động nhà còn 4-5 chiếc Aveo thì thôi cứ bán bớt đi, bán bớt một chiếc hai chiếc gì ha. Chứ thật ra xe này lúc trước Tâm đi mua vô 260 mấy luôn, có đợt là Tâm mua 263 triệu, 265 triệu luôn, mua của anh em á. Mà xe này mua được giá nó cũng được, theo cái mùa này thì bán là 258 triệu, bao rút hồ sơ gốc cho anh em, quá rẻ luôn rồi còn gì không, bằng con xe số sàn. Số sàn bữa Tâm cũng đã bán 240 rồi. Thường thì số sàn với số tự động thì nó chênh lệch nhau khoảng 40 triệu ha. Anh em nhìn nha, ốc nách niếc rồi rin hết, vết bấm điện là riêng hết, keo chỉ đủ full, không mắc phân nào, bao đẹp cho anh em bà con ha. Tâm chốt cho anh em bà con xe này là 258 triệu không thương lượng nha, hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em bà con ha. Này dạng như cũng vừa bán mà vừa kiếm chút đỉnh, mà dạng như dạng sắp xỉ thu hồi vốn luôn rồi, nên không thể nào thương lượng được nữa ha. Đồ nghề đầy đủ, bánh xe cua đầy đủ, thùng bọng đẹp, thùng bọng rất là đẹp, đủ đồ ha. Chốt cho anh em bà con là 258 triệu bao rút hồ sơ gốc nha anh em bà con, lưu ý nha, 258 bao rút hồ sơ gốc. Nội thất đẹp keng, bản lề 7 màu, gốc Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Xe này rút về thành phố Hồ Chí Minh sang tên thì không có phải mắc phí 20 triệu nha anh em. Được cái lợi thế rõ ràng đó ha. 2016 số tự động. Tháng 12 2016 số tự động, 258 triệu. Tùy theo thời cơ ha, chứ mà bây giờ bình thường xe này phải từ 270 mấy, 280 đó, cái lúc mà chưa dịch á phải bán 280, bây giờ Tâm bán 258 triệu, rẻ hơn 20 mấy triệu,
Nếu như bà con mua xe trong lúc này thì nó sẽ được cái lợi thế là giá giá thành nó sẽ sụt giảm rõ ràng. Bây giờ giá này á, nếu mà nói ra thì anh em bà con không tin thì mất công hay nói làm gì. Nhưng mà đây là một cái mức giá dạng thu hồi vốn luôn nha anh em, không có lợi nhuận gì trong đây đâu ha. Bán 258 triệu. Anh em bà con mua xe trong lúc này là giá cả sẽ rất là hợp lý và được hưởng lợi nhiều ha. Còn mà hết dịch rồi thì người người đi mua xe, nhà nhà đi mua xe thì cái lượng xe nó lại hốc đi không. Bây giờ nè, mình mua xe thì cái lượng xe nó mới có nhiều để mình mua và giá cả nó hợp lý. Đây nè, số quản lý là thành phố Hồ Chí Minh nè anh em thấy không? Đó, số quản lý là 50 nè. Sản xuất là năm 2016 Việt Nam nè thấy không? Sản xuất 2016 là ngay ngón tay tâm nè. Đó, năm sản xuất 2016. Động cơ là 1.5. Mức tiêu hao nhiên liệu xe này khoảng 7 lít ha. Giấy tờ là đây 2016 nha anh em. Đó 2016. Mới sang tên năm 2020, Avell. Năm sản xuất 2016 ha. Cái máy lạnh là auto luôn nha anh em, máy lạnh tự động ha. Đây là cái cửa bên bên phụ nè. Cửa trước bên phụ. Đẹp, sạch sẽ, liền la. 258 triệu, có túi khí an toàn đầy đủ ha. Thắng ABS, túi khí an toàn. Đây, túi khí an toàn đầy đủ. Qua lăng đẹp, tần số đẹp, Euro chạy đúng 107.000 nha anh em. Không tua không trả đồng hồ ha, 107.000 Euro. Màn hình chưa có lên, chưa có màn hình màn hiếc gì hết. Xe này về phải lên màn hình ha. Đồng cái máy lạnh là auto luôn nha anh em. Này auto nè ha. Này là năm sản xuất 2016. Xe là sản xuất 2016, Euro chạy 100.000 km, không kinh doanh dịch vụ, không taxi, không Grab. Rồi anh em nhìn thấy cái nội thất rất là đẹp. Bán cho anh em là 258 triệu, hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em bà con. Nếu anh em bà con nào yêu thích con xe này hãy gọi ngay cho Tâm theo số điện thoại là 0917 215 512. Mua mua xe trong thời điểm này thì giá giá cả có thể là tốt hơn những thời điểm khác anh em. Để Tâm cho anh em coi nha. Để Tâm mở cái capo lên cho anh em coi ha. Anh em này,